Hôm nay đông, hôm nay là đông. Trời, lúc nãy mà cái đội này mà xuống độ thôi, phải lấy 10 cái bếp. Đỡ, đông đỡ, càng đông càng tốt. Thảo, hôm qua nói mấy bé, cảm ơn mấy bé kìa. Là. Cảm ơn mọi người nha. Không nghe rồi. Hôm qua nói đi, đi qua nói luôn. Đi đi. Em bên kia đủ nước chưa, đủ đủ nước chưa? Rồi đây nha, cảm ơn. Hôm nay là bánh xèo luôn á. Được được, xe nó có cái giá để không sao đâu. Để đó. Không. Chơi đó không. Vàng bạc dòng nữa.
không? Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 26 tháng 10. Team Thanh Thảo cùng nhau trao yêu thương đến các cô chú lang thang, vô gia cư, nhặt ve chai, bán vé số ở thành phố Buôn Ma Thuột. 60 phần quà trao đến các cô chú thì cùng các bạn, cùng Team Thanh Thảo đã chia sẻ đến các cô chú. Mỗi người giúp nhau một chút để chia sẻ các yêu thương đến các cô chú nhanh hơn. Sau khi đã trao yêu thương đến thì nhóm Thanh Thảo hiện tại là đã hết phần quà rồi. Nên là xin chào mọi người, hẹn mọi người vào những clip tiếp theo. Chúc mọi người một ngày buổi tối vui vẻ.